những danh tướng thế giới từng cúi đầu bại trận trước tướng giáp của Việt Nam là ai? Thưa quý vị, trong suốt cuộc trường chinh giành lại độc lập của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20, chủ nghĩa thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với đội quân hiện đại và mạnh nhất thế giới đã phải gục ngã dưới chân những người lính nông dân chân dép lốp do Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những danh tướng thế giới từng cúi đầu bại trận trước tướng giáp của Việt Nam. 1. Tướng Philippe Legris. Tướng 4 sao Philippe Legris là người bị thất bại đầu tiên. Tướng Philippe Legris nhậm chức tại Việt Nam vào tháng 8 năm 1945 đến tháng 6 năm 1946 bị triệu hồi vì thất bại trong chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Mượn danh nghĩa giải pháp quân Nhật đầu hàng phe đồng minh, ngày 3 tháng 10 năm 1945, Philippe Legris cùng 10.000 quân Pháp đổ bộ vào Sài Gòn, được mệnh danh là con cáo sa mạc của nước Pháp. Legris có biệt tài chỉ huy tác chiến tăng thiết giáp, nhiều lần đánh bại phát xít Đức tại Bắc Phi và châu Âu. Legris chỉ huy quân Pháp cùng với quân Anh tấn công lực lượng Việt Minh. Khi ấy mới chỉ có trong tay chủ yếu là tầm vông vạt nhọn. Ông ta thậm chí sử dụng cả quân Nhật, điều mà tướng Mỹ Douglas MacArthur cho là sự phản bội kinh tởm nhất. Đến cuối năm 1945, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Legris thất bại vì không thể khuất phục được quân và dân Nam Bộ. Lực lượng Việt Minh rút lui thành công, dùng chiến lược lấy nông thôn vây thành thị, kháng chiến lâu dài. Lúc này, Legris nhận ra rằng giải pháp quân sự sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp cho nước Pháp. Nhưng những nhận định của Legris đã bị gạt đi. Di Auglio, toàn quyền Đông Dương khi đó đã thẳng thừng nói rằng ông ngỡ ngàng khi người hùng giải phóng Paris lại lựa chọn đàm phán với một lực lượng còn trong trứng nước như Việt Minh. 2. Tướng Henry Nava. Henry Nava sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời làm trưởng lý quan tòa và luật sư vùng Normandy, Pháp. Khi tham gia quân đội Pháp, Nava từng phục vụ ở đội kỵ binh Saint-Germain số 16, chỉ huy đội kỵ binh Maroc số 3. Trong Thế chiến lần thứ 2, Nava chỉ huy sư đoàn Constantine ở Algeria, Bắc Phi. Khi sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương, Nava là tướng 4 sao, tổng tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Báo chí nước ngoài từng ca ngợi Nava như một danh tướng có thể uốn nắn lại tình hình Đông Dương. Ngày 7 tháng 5 năm 1953, tướng Henry Nava được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Trong lúc quân đội Pháp ngày càng lún sâu vào bế tắc và thất bại ở Tây Bắc và Thượng Lào năm 1952-1953. Khi nhận chức, vị tướng quân đội Pháp đã tuyên bố đầy tự tin. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ chiến thắng ở Việt Nam, giống như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nava quyết định chọn Điện Biên Phủ là căn cứ điểm phòng ngự chiến lược mạnh nhất Đông Dương khi đó, với ý đồ chặn đường tiếp tế của Việt Minh đi qua Lào, đồng thời thực hiện chiến lược tập trung dồn lực lượng theo kiểu con nhím, khiến kẻ thù khi tấn công sẽ bị tiêu hao sinh lực và thất bại. Nava tính toán rằng, để chiếm lại tuyến đường tiếp tế này, tướng giáp sẽ phải tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Điện Biên Phủ, tổ chức chiến tranh kiểu truyền thống và khi đó quân đội Pháp sẽ có lợi thế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh quân đội, đồng thời là chỉ huy trưởng mặt trận đã lãnh đạo quân đội Việt Nam đối đầu với kế hoạch Nava. Tướng Nava tự tin nhận định rằng quân đội Việt Nam sẽ không thể vận chuyển các vũ khí hạng nặng vào chiến đấu với quân đội Pháp, nhưng ông ta không ngờ quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam đã dùng sức người để kéo pháo 150mm và pháo cao xạ 37mm qua nhiều đèo cao suối sâu để tiến vào trận địa. Các chiến sĩ Việt Nam cũng dùng sức người để đào chiến hào, tạo thành chiếc thòng lọng xiết cổ quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Khi Nava nhận ra mình đang bị mắc kẹt, ông ta liền kêu gọi sự giúp đỡ. Mỹ, quốc gia viện trợ gần 400 triệu đô la Mỹ để Pháp thực hiện kế hoạch Nava, đề xuất sử dụng một số vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Việt Minh. Nhưng đề xuất này không bao giờ được thực sự cân nhắc. Mỹ còn đề xuất không kích để tiêu diệt quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khi đó, Dwight D. Eisenhower, từ chối can thiệp, trừ phi Anh và các đồng minh khác đồng ý. Nhưng Thủ tướng Anh Churchill cũng từ chối can thiệp và muốn chờ đợi kết quả của các cuộc thương lượng hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ. Với trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn và cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi. 3. Tướng Decatur.
Tướng De Cacci sinh năm 1902, mất năm 1991, là chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm kiêm chỉ huy cao nhất của quân Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 12 năm 1953, Đại tá Christian De Cacci được Cockney và Nava chỉ định chỉ huy tập đoàn cứ điểm, chuẩn bị đương đầu với một cuộc tiến công. Có người hỏi Nava vì sao lại trao quyền chỉ huy Điện Biên Phủ, đáng lẽ phải là một viên tướng, cho một đại tá. Nava trả lời, tôi khẳng định trong số các chỉ huy được lựa chọn, không ai có thể làm giỏi hơn Cacci. Tuy nhiên, tài điều quân linh hoạt và sáng suốt của tướng Giáp trong trận đánh Điện Biên Phủ đã khiến tướng De Cacci phải thốt lên rằng, điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là không biết tướng Võ Nguyên Giáp đã tốt nghiệp từ những trường học viện võ bị cao cấp nào. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ngay sát giờ nổ súng, tướng Giáp đã hạ lệnh rút hết quân đội, pháo binh ra khỏi vị trí, lùi thời điểm tiến đánh, chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Đây chính là yếu tố buộc quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954, sau 2 tháng chịu trận. Dù triển khai tới 16.000 binh sĩ, nhưng quân đội Pháp vẫn không thể chống đỡ trước các cuộc tấn công dồn dập của quân đội nhân dân Việt Nam. Thậm chí sau nhiều năm chiến đấu tại Việt Nam và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Mỹ, quân đội Pháp vẫn không thể tiếp tục ứng chiến sau thất bại Điện Biên Phủ. Tướng De Cacci nhận định, ông chỉ huy những chiến dịch tưởng chừng không thể thắng, đưa ra những quyết định mà có lẽ không một vị tướng nào dám thực hiện. Đặc biệt, tướng Giáp rất giỏi khi tổ chức, bố trí những trận đánh du kích, lấy ít địch nhiều. Khi xét tới sự tương quan lực lượng và khí tài giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Pháp, tướng De Cacci khẳng định, quân đội viễn chinh Pháp và các tướng tá Pháp, chúng tôi là một đội quân nhà nghề, thiện chiến và trang bị hiện đại. Sự kiện tướng Giáp thắng chúng tôi ở Điện Biên Phủ làm chúng tôi ngạc nhiên về tài năng của ông ấy. Chúng tôi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trí thức và là một giáo sư đã từng dạy học ở Hà Nội, nhưng không phải nguồn kiến thức nào cũng biến thành trí thức quân sự, không phải người trí thức nào cũng biến thành vị tướng giỏi đâu. 4. Tướng William Westmoreland. William Westmoreland sinh năm 1914 và qua đời năm 2005. Trước khi tham gia vào cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam, đã từng là một vị tướng lừng lẫy trong Thế chiến II cũng như tại cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Westmoreland bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam vào tháng 7 năm 1963. Lúc đó, Westmoreland là một trung tướng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ dưới quyền của Đại tướng Paul Haskin. Đến tháng 8 năm 1964, ông thay thế tướng Paul Haskin và trở thành vị chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Dấu ấn lớn nhất của vị tướng này tại chiến trường Việt Nam chính là chiến lược chiến tranh cục bộ trong giai đoạn 1965-1967. Cuộc chiến này đã sử dụng ưu thế về hỏa lực, công nghệ và quân số lính Mỹ nhằm dẹp bỏ quân giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời dùng không quân đánh phá miền Bắc nhằm bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thiết lập ảnh hưởng lâu dài của Mỹ lên miền Nam Việt Nam. Đối sách mà tướng Westmoreland đưa ra lúc đó là sử dụng chiến lược tìm và diệt nhằm làm tiêu hao lực lượng của quân giải phóng trên mọi mặt trận. Để thực hiện chiến lược, tướng Westmoreland đã cho tiến hành hàng loạt các cuộc hành quân lớn như Attleborough, Sedan Falls, Gaston, Tucson và Junction City. Tuy nhiên, quân giải phóng miền Nam Việt Nam dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh Quân đội Võ Nguyên Giáp đã có những sách lược đối phó hiệu quả. Quân giải phóng không những đã phá vỡ chiến lược tìm và diệt mà ngược lại còn làm tiêu hao không ít lực lượng của quân Mỹ. Đỉnh cao nhất của chiến lược tìm và diệt là cuộc hành quân Junction City. Mỹ đã huy động một lực lượng khổng lồ của mình với sự tin tưởng sẽ đạt được mục đích tại chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Lực lượng này bao gồm 9 lữ đoàn bộ binh Mỹ, một lữ đoàn thủy quân lục chiến Sài Gòn, ước tính quân số khoảng 45.000 và trên 1.000 xe tăng, xe bọc thép, hàng trăm khẩu pháo các loại cùng nhiều máy bay. Trong suốt nhiều ngày tiến hành cuộc hành quân, Mỹ đã không thể tìm ra được bóng dáng của bất cứ cơ sở chỉ huy của quân giải phóng nào trong khu vực càn quét. Chỉ sau vài cuộc hành quân, Mỹ quyết định rút quân và chấp nhận một thất bại ê chề tại miền Nam. 5. Tướng McNamara. Robert James McNamara được cho là kiến trúc sư trưởng của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông sinh năm 1916 tại San Francisco, California và mất năm 2009 tại Washington, Mỹ. Ông từng là chủ tịch tập đoàn Otto Ford trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhiệm kỳ 1961-1963 và 1963-1968.
sau đó là Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhiệm kỳ 1968-1981. McNamara là Bộ trưởng Quốc phòng có thâm niên lâu nhất từ trước tới nay của Mỹ, phục vụ dưới thời hai tổng thống là John F. Kennedy và Lyndon Baines Johnson. Sau khi đến Việt Nam lần đầu vào tháng 4 năm 1962, McNamara cho biết, mọi tính toán định lượng có được đều chứng tỏ rằng chúng ta đang thắng. McNamara còn tuyên bố có thể giành thắng lợi tại Việt Nam trong vòng 3-4 năm nữa. McNamara đã đưa vào Việt Nam toàn bộ kiến thức về công nghệ, những vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ để chống lại một đội quân nông dân với vũ khí là búa, liềm, quốc thuồng, gậy gộc. Tên tuổi của ông McNamara cũng gắn liền với hai chiến dịch đại bại ở Việt Nam, Sấm Động, Roaring Thunder và hàng rào điện tử McNamara. Chiến dịch dội bom Sấm Động hay còn gọi là chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất kéo dài từ ngày 2 tháng 3 năm 1965 đến ngày 1 tháng 11 năm 1968. Năm 1965, ngoài việc đem hàng chục ngàn binh sĩ vào miền Nam Việt Nam, các chiến đấu cơ đã thực hiện 55.000 phi vụ, thả 33.000 tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam. Năm sau, số vụ dội bom tăng lên 148.000 với 128.000 tấn bom. Tuy nhiên, kết quả không được như Mỹ mong đợi. Năm 1966, McNamara đã tỏ ra chán nản, không lượng bom nào có thể chấm dứt được chiến tranh ở Việt Nam. Năm 1966, McNamara đưa ra kế hoạch xây dựng hàng rào điện tử McNamara dọc theo ranh giới vùng phi quân sự phân ranh giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Đường rào này là sự kết hợp hoàn hảo của mìn, hố bẫy, dây thép gai và các thiết bị trinh sát điện tử, nhưng nó cũng trở nên hoàn toàn vô giá trị và chưa bao giờ chặn đứng được dòng tiếp tế vũ khí, đạn dược và binh sĩ vào miền Nam Việt Nam. Thêm một thất bại ê chề nữa cho McNamara. Quá mệt mỏi với cuộc chiến ở Việt Nam, tháng 5 năm 1967, McNamara thuyết phục Tổng thống Johnson thương thuyết hòa bình thay vì leo thang chiến tranh và cho rằng cuộc chiến tiếp diễn sẽ chỉ gây thêm nhiều lo ngại và thiếu thốn cho người Mỹ, gây nhiều tăng tóc đau khổ hơn cho thường dân Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn chiến tranh chấm dứt. Cuối tháng 2 năm 1968, ông McNamara từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Còn theo nhiều nguồn tin, ông đã bị Tổng thống Johnson cách chức và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank. Nhiều người kể lại, ông McNamara đã khóc khi nói về cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa của Mỹ ở Việt Nam. Ông lên án các chiến dịch không kích và bày tỏ mặc cảm tội lỗi. McNamara cũng khiến không ít người ngạc nhiên khi bày tỏ sự ám ảnh và trăn trở đối với những cuộc chiến ở Việt Nam. Có thể nói, truyền thống quân sự và kinh nghiệm từ hai cuộc chiến tranh thế giới đã không giúp nổi những vị Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp giành chiến thắng trước người đã chỉ huy thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thầy giáo dạy sử chưa trải qua trường lớp quân sự nào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đồng thời đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Hồ Chủ tịch khi người đến thăm Đền Hùng năm 1954. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước.